Xin kính mời quý vị trở lại chương trình Góc nhìn từ Tôn giáo. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì anh em huynh đệ trong Góc nhìn Tôn giáo chúng tôi đang chia sẻ về ý nghĩa của cuộc đời. Trong phần 4 này, phần cuối cùng của chương trình hôm nay, thì chúng tôi muốn chia sẻ một chút với những vị đang bị thảm cảnh ở trong cái vụ mà bắn nhau ở chợ Hồng Kông. Thì chắc chắn là những người liên hệ tới tới hai nạn nhân, những người trong gia đình, những bạn bè, hoặc là những người cùng làm việc ở chung ở trong cái khu chợ đó, có lẽ một phần nào cũng cảm thấy bị cái cơn sốc khi mà hai người quen thân của mình qua đời đột ngột như vậy. Thì chúng tôi cũng lợi dụng giây phút này để từ góc nhìn tôn giáo, chúng tôi cũng muốn nói một vài lời để cũng chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau buồn với quý vị, và đồng thời thì có lẽ chúng tôi cũng hy vọng là những chia sẻ có thể giúp cho quý vị tìm lại được niềm tin mạnh mẽ hơn và vượt qua được những cái thử thách trong thời gian này. Xin kính mời Hòa Thượng. Cùng với cha với các ngài và quý vị, chúng ta cùng chia sẻ một cái cảm thương và một cái sự đồng cảm. Cảm thương là các vị đó còn trẻ mà phải hành động nông nổi, và khi thật sự là con người của mình, khi ta nói là no mất ngon và giận mất khôn, giận lên thì mình làm mặc dù ai có can thì mình cũng làm cho nó đã giận, đến khi nó đã kết quả rồi thì không làm sao khác được. Do vậy ở đây chúng ta cảm thương cái người đã hành động như vậy, và cũng ta chia sẻ với tất cả những người thân bằng quyến thuộc, bạn bè của những người tạo ra khó khăn, và và cả hai đều cuối cùng đã nhận lãnh hậu quả, tức là từ bỏ cõi đời này. Chúng ta cùng với nhau, kẻ đi rồi thì sẽ đi theo cái nghiệp lực của mình theo đạo Phật giáo, nhưng người còn sống lại hãy học bài học đó và hãy mở rộng tấm lòng ra. Để làm gì có thể làm được, thay thế cho người đã ra đi, người yêu thương của mình, và cũng đồng thời một bài học đó để ứng dụng cho người bên cạnh của chúng ta. Bài học luôn luôn lúc nào cũng là, nếu chúng ta biết thì bài học, cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài vậy. Đôi lời như vậy xin gửi đến cho hai gia đình nạn nhân. Dạ vâng, xin kính mời cư sĩ Dũng. Cũng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho hai gia đình được chia buồn cùng với tang quyến. Và đồng thời cầu nguyện cho hai nạn nhân được thoát chốn mê đồ, giảng sanh về miền cực lạc. Kính thưa quý vị, phần đông chúng ta là làm sao những cái biến cố hoặc những cái tai nạn xảy ra thì chúng ta mới đưa ra một cái hướng đi. Do đó thì qua những cái thảm trạng như thế này thì chúng ta rút ra một cái bài học là trong cái sinh hoạt hàng ngày, nếu mà chúng ta có phát hiện ra trong cái tâm sinh lý, tình cảm của mỗi người gần gũi chúng ta có vấn đề, như là buồn rồi không có tâm sự với ai, hoặc là có nhiều vấn đề mà nó không bình thường của một người bình thường, thì chúng ta nên lưu ý để tìm hiểu. Cũng như một cái vấn đề mà bắn ở trường Oregon thì cái cậu đó cũng trong cái tình trạng đó. Do đó qua những cái thảm trạng đã sinh ra, rất là liên hệ tới mọi người, tại vì chúng ta sống ở trong một cái cõi đời này liên hệ chặt chẽ với nhau, và nhất ở trong thành phố, và gần hơn nữa là trong cộng đồng và trong những cái bạn bè, thì chúng ta qua những cái vấn đề này chúng ta nên tìm hiểu những người bạn mình có những cái vấn đề gì buồn phiền, chúng ta dâng lời khuyên. Nếu có những cái khó khăn gì thì chúng ta kêu gọi những người bạn bè cùng lại để giúp một cái lời khuyên ngăn, tìm một công việc mới, hoặc là giúp những khó khăn về chuyện này chuyện kia, về hai phương diện, để giúp cho cái người đó có được thân khỏe, tâm mới an, thì như vậy nó mới không có những cái biến động xảy ra mà gây chết người, là gây hại cho mình và cũng hại cho người, và làm đau buồn cho cả gia đình và cộng đồng. Vâng, cảm ơn cư sĩ Dũng. Xin kính mời mục sư Linh. Trước hết chúng tôi xin được chia buồn với lại tất cả anh chị em cũng như những người thân yêu của hai nạn nhân người Việt Nam của chúng ta đã bị chết hay là qua đời trong ngày vừa qua. Cầu xin Đức Thánh Linh là đấng an ủi đến và an ủi gia đình của tang quyến. Và qua cái sự kiện này, chắc chắn chúng ta cũng sẽ học được những bài học để như thế nào trong mối liên hệ hàng ngày
chúng ta giữa người làm chủ hoặc là người làm quản lý hoặc là nhân viên cũng có những cách cư xử với nhau một cách nó hài hòa, tôn trọng nhau, cũng như làm đúng theo những điều mà có thể nói là những cái policy, là những điều cần phải làm để có một cái công việc làm nó trôi chảy tốt đẹp và có một kết quả tốt chung. Và nếu có những sự bất bình thì chắc chắn những người thân yêu hay là những người bạn bè cùng làm việc chung cũng đã để ý đến những dấu hiệu này và tìm cách để mà giải quyết ôn hòa hay là ổn thỏa, hay là dùng đến cái người thứ ba là người mediator, người hòa giải hoặc là giúp giải quyết cái vấn đề ở đằng sau đó, để không dẫn đến cái chỗ một người bắn một người khác rồi tự tử thì nó cũng không giải quyết được một cái vấn đề gì một cách sâu xa cả. Cho nên đó cũng là một bài học cho chúng ta ở trong cộng đồng để ý đến và học hỏi để rút ra những bài học tốt. Làm sao chúng ta đối xử một cách thương yêu, một cách tôn trọng, một cách quý mến lẫn nhau để công việc nó được tốt đẹp. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ. Xin Thiên Chúa an ủi tất cả quý vị. Dạ vâng, cảm ơn Mục sư Linh. Đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ qua cái việc này thì cái bài học có thể, một trong những bài học chúng ta có thể học được là hành động của chúng ta lúc nào không chỉ trực tiếp nó ảnh hưởng tới con người của chính mình, nhưng mà nó ảnh hưởng tới những người chung quanh rất là nhiều. Bởi vì khi hai người mà qua đời như vậy rồi đó, không phải chỉ có hai người bị cái hậu quả của cái hành động đó, mà những người chung quanh cũng bị hậu quả theo. Gia đình của họ đang rất là đau buồn vì sự xảy ra đột ngột của ra đi của hai người đó. Rồi những người làm việc chung quanh cũng vậy, cũng có lẽ chắc chắn cũng bị những cơn sốc vì cái việc đó xảy ra. Rồi ngay cả cộng đồng của Việt Nam của mình, nó cũng có rất là nhiều cái vấn đề nó liên quan tới như vậy. Cho nên bất cứ cái hành động nào con người, cho dầu tốt, cho dầu xấu, nhiều khi mình làm tới chính mình, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh rất là nhiều. Và vì vậy đó là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta có thể rút ra được từ nhận xét từ những việc này. Điều thứ hai nữa là cho dầu nhiều khi con người mình nó cảm thấy thất vọng hoàn toàn, thì nhiều khi mình cần phải có cái tâm linh, cái điểm tâm linh để mình dựa vào. Đặc biệt là nếu mà những anh chị em mà Công giáo hoặc là Thiên Chúa giáo thì mình có niềm tin vào Thiên Chúa. Và lúc nào thì Thiên Chúa cũng là đấng yêu thương, cũng an ủi, cũng sẵn sàng để ban sức mạnh chúng ta, để chúng ta có vượt qua được những cái khó khăn ở trong cuộc đời này. Cho nên nếu mà chúng ta là những người có niềm tin vào Thiên Chúa thì chúng ta cũng cần có đời sống cầu nguyện để chúng ta có thể dùng cái sức mạnh của Thiên Chúa, chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn, những cái thất vọng ở cuộc đời này. Không có gì mà nó quá lớn nếu mà có sự giúp đỡ của Thiên Chúa trong cuộc đời này. Cho nên chúng tôi cũng cùng chia sẻ với gia đình của hai nạn nhân và xin ơn trên ban nhiều ơn lành và nâng đỡ gia đình trong lúc đau buồn này. Và để cuối chương trình thì giờ đây chúng tôi xin mời Mục sư Nguyễn Vũ Linh đại diện anh em để có thể dâng lời cầu nguyện cho kết thúc cái buổi chương trình hôm nay. Kính lạy Chúa là đấng đến để tìm và cứu chúng con. Ngài ban cho chúng con một con đường sống, và Chúa sống lại để ban cho chúng con có một hy vọng sống ở trong Ngài. Chúa Thánh Linh cũng được sai đến để đồng hành với chúng con trong cuộc đời. Xin giúp đỡ mỗi chúng con, để chúng con hết lòng nhờ cậy Thiên Chúa giúp sức cho chúng con mỗi ngày để vượt qua được những khó khăn, thử thách, những hoạn nạn, ngay cả sự chết chóc. Xin Chúa đồng hành với chúng con và ban sức mới của Ngài cho chúng con mỗi ngày để sống đẹp lòng Chúa. Xin giúp cho những người đang có những nhu cầu biết chạy đến với Chúa và tìm kiếm Ngài, nhờ cậy sức của Ngài để vượt qua được những sự mất mát to lớn trong cuộc đời của họ và tìm được sự an ủi ở tại chính nơi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, Mục sư Linh, cư sĩ Dũng cũng như Hòa thượng Huyền Việt đã góp mặt trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng lắng nghe nhau cái nhìn từ mỗi tôn giáo của nhau. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị và hy vọng là những chia sẻ từ tôn giáo sẽ giúp chúng ta tăng niềm tin của mỗi người và chúng ta có thể sống hài hòa, tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Xin trân trọng kính chào quý vị.